Nhu cầu canxi ở người tập luyện thể thao cao hơn bình thường. Nếu thiếu hụt sẽ ảnh hưởng đến quá trình tập luyện, thể trạng và cả tinh thần của người tập luyện thể thao. Ngoài ra, canxi có vai trò gì trong quá trình phục hồi cơ bắp sau tập luyện? Những người thích thể thao nè, chạy bộ nè, đá banh nè, canxi á, thoát ra đường mồ hôi. Nên tình trạng mà thiếu canxi của những đối tượng này rất là cao. À, đúng rồi. Cho nên mình phải bổ sung canxi con à. Bổ sung canxi như thế nào là đúng cách? Thì đối với những người tập luyện thể thao thì việc sử dụng canxi bổ sung thì nó sẽ cao hơn so với những người bình thường. Vì thế chúng ta không chỉ bổ sung canxi thông qua thịt, trứng, sữa thì chúng ta còn có thể sử dụng một số loại canxi qua đường uống. Chúng ta nên sử dụng bổ sung canxi với viên 120mg uống với nhiều nước. Và việc sử dụng canxi cần phải bổ sung thêm vitamin D để giúp cho quá trình hấp thu canxi vào thành ruột được hiệu quả hơn. Đón xem chương trình Bác sĩ gia đình với chủ đề tầm quan trọng của canxi đối với người tập thể thao phát sóng lúc 12:50 Chủ nhật ngày 22 tháng 9 năm 2024 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.